Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7, Ấn Độ chính thức đạt cột mốc tiêm 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19. Nhưng đây cũng là ngày quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 4 tháng trở lại đây. Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận 20.528 ca mắc mới trong 24 giờ, cao nhất kể từ ngày 20 tháng 2 và nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á lên hơn 43,7 triệu ca. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc mới ở Ấn Độ vượt 20.000 ca một ngày, trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng lên 525.709 ca, thêm 49 ca trong 24 giờ qua. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính hàng ngày hiện ở mức 5,23%, trong khi tỷ lệ dương tính trung bình tuần là 4,55%. Sau khi Ấn Độ phát hiện dòng phụ siêu lây nhiễm BA.2.75 của biến thể Omicron, giới chức y tế của nước này đặc biệt lo ngại tốc độ lây lan nhanh và khả năng né tránh hệ miễn dịch của dòng phụ này sẽ khiến tình hình dịch bệnh phức tạp hơn. Hiện thì chính phủ Ấn Độ đang tập trung cho các biện pháp nâng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng mũi vaccine phòng bệnh tăng cường vốn đang ở mức thấp nhằm kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh. New Delhi đã triển khai chương trình tiêm mũi tăng cường miễn phí cho toàn bộ người trưởng thành ở tất cả các trung tâm tiêm chủng của nhà nước từ ngày 15 tháng 7.